Chào các bạn, người gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc kệ dán tường nhà bếp đa năng của Ecoco. Đây là chiếc kệ giúp các bạn có thể để được và treo được rất nhiều thứ và có kèm theo 3 cái hộp đựng gia vị. Và chúng ta sẽ có thể xem qua các tính năng của nó ở đây. Chúng ta sẽ không cần khoan đục, không cần chặt dao gì cả mà vẫn có thể treo lên tường. Tích hợp sẵn cái cốc để gia vị, có thể được để được đũa này, và cái giá để được nhiều đồ lên trên. Và có thể có cái móc để chúng ta treo các đồ, móc treo khăn và gắn để điện thoại. Vậy mình sẽ khám phá kỹ hơn về cái sản phẩm này. Sản phẩm này có mã là E1714, nặng khoảng 1,2 cân, kích thước là chiều rộng là 43 cm, chiều cao khoảng 15 cm và chiều sâu khoảng 11 cm. Thì Ecoco được biết đến là một cái hãng sản xuất đồ gia dụng với chất lượng rất tốt và thiết kế thông minh. Đây, cái kệ này thì có màu trắng. Đi kèm sản phẩm thì chúng ta thấy có bộ phận này, các cái phụ kiện. Đây là keo dán này, rồi thì xúc gia vị dễ sử dụng. Và đây chiếc kệ chúng ta, phụ kiện ở đây chúng ta sẽ có cái phụ kiện này để các bạn móc vào tường và treo lên. Đây, các bạn sẽ dán cái này vào tường và sau đó treo cái kệ này lên bằng cái giá phía sau này. Và để dán vào tường thì chúng ta sẽ dùng cái keo dán đi kèm, và cái hướng dẫn thì ở trong này cũng có bằng hình ảnh, đó là chúng ta sẽ lau sạch cái bề mặt, sau đó các bạn sẽ nhỏ keo vào những cái lỗ này. Và các bạn sẽ để nó chết trong vòng 24 giờ và từ đó thì chúng ta sẽ có thể treo lên tường được và sẽ rất chắc chắn. Và đây là cái kệ của chúng ta. Bề mặt thiết kế rất là đẹp và tiện dụng. Nhất là chúng ta thấy rõ nhất là có 3 cái hộp đựng gia vị các bạn có thể kéo ra được. Và đi kèm là 3 cái thìa để các bạn xúc gia vị ở đây. Mỗi cái hộp này có dung tích khoảng độ 200-300ml. Thiết kế dạng ngăn kéo rất là tiện lợi, rất là kiêm cái nắp luôn, chúng ta không phải mở nắp. Thiết kế rất là thông minh. Phía trên này thì chúng ta có cái ngăn này để các bạn đựng đũa thìa, có 2 ngăn. Ở phía dưới này thì các bạn thấy có hệ thống thoát nước. Phần trên này để các bạn để chai lọ. Đây là các đế để dao. Cái này chúng ta thấy sẽ có cái ngăn kéo ra để các bạn để điện thoại. Các bạn đặt cái điện thoại lên trên này, kiểu như này chẳng hạn. Rồi, đặt cái điện thoại đây. Các bạn đóng bếp xong thì bạn đóng vào. Để treo khăn thì các bạn có cái phụ kiện thì các bạn đấu ở dưới. Bạn ngàm ở đây là bạn thấy có cái bộ phận để treo khăn. Rất là tiện dụng. Và chúng ta có các hệ thống cái móc treo. Móc treo này sẽ giúp bạn gắn vào các vị trí ở dưới này để chúng ta tạo ra cái móc treo các đồ vật cần thiết. Đây, sẽ gắn vào cái móc treo như này. Và đây thực sự là một cái phụ kiện để các bạn đặt hoặc là treo hoặc là đựng cái đồ ở nhà bếp rất là tiện lợi và treo lên tường. Đẹp và bền và thiết kế rất là thông minh. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.